Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022 có những nội dung chính như sau. Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật điện ảnh sửa đổi. Thành phố Cần Thơ đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn, nghiêm túc, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa được tham gia tốt kỳ thi. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam làm việc với thành phố Cần Thơ bàn giải pháp thúc đẩy dự án đầu tư xây dựng bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, chiều nay Quốc hội thảo luận tại hội trường nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật điện ảnh sửa đổi. Sau đó các đại biểu thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này. Trong phiên thảo luận, một trong ba nội dung lớn có nhiều ý kiến góp ý là việc cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho các tổ chức cá nhân nước ngoài, quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh và phổ biến phim trên không gian mạng. Về việc cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho các tổ chức cá nhân nước ngoài, ý kiến của các đại biểu đề nghị cung cấp theo hướng yêu cầu hỗ trợ xin cấp phép, yêu cầu kịch bản tóm tắt phim và kịch bản chi tiết nội dung quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam bằng tiếng Việt. Quy định kịch bản phim bằng tiếng Việt là chưa đủ chặt chẽ, còn chung chung thiếu chi tiết cụ thể, mà phim là tác nhân điện ảnh, nghĩa là tác phẩm nghệ thuật và là tài sản trí tuệ do tổ chức cá nhân nước ngoài quay sử dụng bối cảnh tại Việt Nam. Trong trường hợp này thì không phải là nhà làm phim của Việt Nam. Chúng ta đều biết phim được sản xuất không chỉ để phổ biến một lần, tức là không phải chỉ để công chiếu một lần, mà được trình chiếu nhiều lần, nhiều nơi, không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam mà trên toàn thế giới. Về phổ biến và phân loại phim, một số ý kiến cho rằng việc phân loại phim theo từng độ tuổi cần cân nhắc vì khi phổ biến phim trên không gian mạng, trên truyền hình thì rất khó kiểm soát độ tuổi người xem. Một số ý kiến đề nghị không nên có nhiều chính sách của nhà nước đối với công nghiệp điện ảnh, bao cấp việc sản xuất phim. Do điện ảnh là cái hoạt động sáng tạo, mang dấu ấn cá nhân của người lao động nghệ thuật. Và người tham gia thì phải có năng khiếu và đam mê. Và cái việc mà nhà nước bao cấp thì cũng không đem lại hiệu quả và cũng không kích thích lao động sáng tạo. Do đó thì chỉ nên có cái chính sách khuyến khích, chứ không nên có quá nhiều cái chính sách ưu tiên, ưu đãi. Và cái chính sách thì cần hướng đến cái sản phẩm đầu ra, chứ không nên bao cấp đầu vào, trong khi sản phẩm đầu ra thì cũng chưa biết là chất lượng như thế nào. Một số ý kiến đề nghị không quy định quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh tại dự luật vì một số lý do. Trong đó có việc luật điện ảnh năm 2006 quy định về quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, nhưng đến nay vẫn chưa thành lập được. Một số ý kiến đề nghị ban soạn thảo làm rõ tính cấp thiết khả thi của việc xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Việc lập cần cân nhắc kỹ và đảm bảo không làm tăng bộ máy và biên chế, bảo toàn vốn điều lệ, bảo đảm nguồn thu để chi trả cho các khoản chi, nguồn thu không trùng với các khoản thu phải nộp ngân sách nhà nước. Theo dự luật điện ảnh, quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có mục đích hỗ trợ cho dự án sản xuất phim, thể nghiệm, phim đầu tay, phim của các tác giả trẻ, hỗ trợ cho tác giả dự án phim Việt Nam xuất sắc tham gia liên quan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, hội chợ phim, chương trình phim, tuần phim tại nước ngoài. Ngoài ra, quỹ này còn cho vay để thực hiện dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện đại trong hoạt động điện ảnh, cũng như hỗ trợ các hoạt động khác để phát triển nghệ thuật điện ảnh đương đại. Thưa quý vị, chiều hôm qua 24 tháng 5, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Đại tá Chiêm Thống Nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng các thành viên trong đoàn cán bộ thành phố Cần Thơ đến làm việc với Bộ Nội vụ Campuchia. Thông tướng Sok Ban, Quốc vụ Khanh Bộ Nội vụ Campuchia cùng lãnh đạo tỉnh Kampong Chanan đón tiếp đoàn. Thông tướng Sok Ban, Quốc vụ Khanh Bộ Nội vụ Campuchia đánh giá rất cao việc lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã chủ động kết nối sau đại dịch COVID-19 vừa qua. Thông tướng cho biết, những năm qua Bộ Nội vụ Campuchia đã kết hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ trong công tác chuyên môn. Về kinh tế xã hội, Thông tướng nhận thấy Cần Thơ có thế mạnh về du lịch, nuôi trồng chế biến thủy hải sản và xây dựng các vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến để xuất khẩu.
về quốc phòng an ninh, Cần Thơ có kinh nghiệm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về ma túy, ngăn chặn hiệu quả tệ nạn xã hội ở vùng nông thôn. Đây là những vấn đề mà Campuchia cần được chia sẻ. Thống tướng cũng đề xuất hỗ trợ thêm 5 suất học bổng cho sinh viên Campuchia theo học 2 chuyên ngành nông nghiệp và y khoa cho tỉnh Bát Tăm Banh và tiếp tục tài trợ học bổng những năm tiếp theo cho sinh viên của tỉnh Kampong Chanan. Đối với những đề nghị nhờ giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Kampong Chanan, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đều thống nhất. Trong đó có hai việc địa phương sẽ thành lập nhóm chuyên viên để nghiên cứu xây dựng các chương trình hợp tác, các đề án để xúc tiến hỗ trợ cho Kampong Chanan trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, kết nối hệ thống ngân hàng nông nghiệp của hai nước để cấp vốn cho nông dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng chấp thuận và sẽ kêu gọi các trường đại học, các mạnh thường quân tại Cần Thơ tài trợ nhiều thêm nữa các suất học bổng cho du học sinh, sinh viên Campuchia. Đồng thời mong muốn Thống tướng Sóc Ban và lãnh đạo các địa phương nước bạn tiếp tục quan tâm chăm lo cho kiều bào Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Cần Thơ, đang sinh sống làm việc ở đất nước Chùa Tháp. Dịp này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trao số tiền 20.000 đô la Mỹ và nhiều phần quà cho Bộ Nội vụ Campuchia và tỉnh Kampong Chanan để các đơn vị thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội vì cộng đồng. Chiều nay, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thành phố Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành thành phố về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7. Trong đó, ngày 6 tháng 7, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi. Năm nay, thành phố Cần Thơ có 12.262 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 11.264 thí sinh đang học lớp 12, giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Còn lại là thí sinh tự do. Chuẩn bị cho kỳ thi, thành phố dự kiến tổ chức 25 điểm thi chính thức với 515 phòng thi tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn 9 quận huyện. Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các sở ngành thành phố cho biết đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực phục vụ kỳ thi. Ngành giáo dục thành phố đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi của đơn vị, tập trung tốt giảng dạy và ôn tập kiến thức lớp 12, tổ chức tư vấn hướng dẫn cho học sinh chọn tổ hợp thi phù hợp. Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị của các sở ngành hữu quan trong việc tổ chức kỳ thi năm nay. Song các sở ngành cần phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thường trực, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố trong công tác tổ chức, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đặc biệt là hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa được tham gia tốt kỳ thi. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 5 năm 2022. 122 học viên sẽ được trang bị những nội dung cơ bản như triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận, triển khai nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình hiện nay, công tác nắm bắt phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và định hướng dư luận xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Lớp bồi dưỡng này nhằm trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ công tác mặt trận cho cán bộ làm công tác mặt trận các cấp của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Mặt trận lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong khuôn khổ của chuyến khảo sát kết quả thực hiện dự án VNSAT tại các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Tây Nguyên, chiều ngày 24 tháng 5, đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án VNSAT của Ngân hàng Thế giới đến thăm và làm việc với Ban Quản lý dự án VNSAT Cần Thơ. Đầu năm 2016, dự án VNSAT được triển khai thực hiện tại 3 huyện trọng điểm trồng lúa là Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt, với tổng diện tích thực hiện là gần 39.000 hectare và hơn 32.000 hộ nông dân tham gia. Mục tiêu của dự án là xây dựng vùng sản xuất nhằm gia tăng 20% lợi nhuận cho nông dân sản xuất lúa gạo thông qua áp dụng kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Sau 5 năm thực hiện dự án, đến nay, diện tích áp dụng sản xuất theo quy trình kỹ thuật 3 giảm 3 tăng đạt 148% so với mục tiêu. Diện tích áp dụng sản xuất theo quy trình kỹ thuật 1 phải 5 giảm đạt 188% so với mục tiêu. Tỷ lệ tăng lợi nhuận nông dân thu được đạt hơn 165% so với mục tiêu.
Bên cạnh đó, dự án VNSAT còn hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển hợp tác xã về nhiều mặt. Đồng thời thực hiện 10 tiểu dự án đầu tư công giai đoạn gia hạn dự án, tổng kinh phí trên 127 tỷ đồng. Chiều nay, Hội nông dân thành phố ký thỏa thuận hợp tác với Bảo hiểm BVI Tây Nam và chi nhánh Bưu chính Viettel Cần Thơ. Theo đó, Hội nông dân thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Bảo hiểm BVI giới thiệu và cung cấp tới các cán bộ hội viên nông dân các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ như bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe cho người vay vốn, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Bảo hiểm BVI cũng hứa hẹn tích cực tham gia các hoạt động sự kiện phục vụ nông dân như Tết sum vầy, phiên chợ quê và các hoạt động xã hội từ thiện của tổ chức hội. Thỏa thuận này có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày ký. Cùng ngày, Hội nông dân thành phố Cần Thơ cũng ký kết thỏa thuận hợp tác với chi nhánh Bưu chính Viettel Cần Thơ. Mục đích của việc ký kết nhằm hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp có kỹ năng sử dụng sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá giới thiệu, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm nhanh chóng và tiếp nhận thông tin hàng hóa đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh thông qua trang sàn thương mại điện tử vỏ sò.vn của Viettel. Thỏa thuận có hiệu lực từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 5, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo một số sở ngành hữu quan tiếp và làm việc với ngài Ori Saba, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam, nhằm trao đổi cách thức thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư xây dựng bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ. Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ có quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư trên 1.727 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của chính phủ Hungary chiếm 80,66% tổng mức đầu tư dự án, còn lại là vốn đối ứng của thành phố. Thời gian thực hiện dự án theo hiệp định khung đã được ký kết sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 7 năm 2022, trong khi tiến độ của dự án mới chỉ đạt khoảng 20%. Tại buổi làm việc, ngài Ori Saba cho biết quan điểm của phía Hungary, đây là dự án quan trọng nhất trong quan hệ song phương giữa hai nước. Dự án chậm, kéo dài do nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan. Hiệp định khung sắp kết thúc, trong khi khối lượng hoàn thành của dự án còn rất thấp. Hai bên cùng nhau xem xét các giải pháp kỹ thuật, xử lý hiệp định vay vốn phù hợp với luật pháp Việt Nam và Hungary. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cảm ơn sự quan tâm của chính phủ, của ngài đại sứ Hungary đối với thành phố Cần Thơ, thể hiện qua dự án xây dựng bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ. Mong muốn bộ ngành Hungary tích cực cùng Việt Nam nhanh chóng xử lý các vấn đề khó khăn để dự án thực hiện nhanh nhất. Những vướng mắc khó khăn xoay quanh hiệp định khung nằm ngoài thẩm quyền của thành phố, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu nhà thầu VMD tích cực phối hợp, cử đại diện tại thành phố Cần Thơ có đủ thẩm quyền xử lý trực tiếp các vướng mắc tại công trường. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thẩm quyền của mình để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án này. Chiều nay, 25 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm nâng lương cho 84 sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang thành phố. Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có 67 đồng chí được Tư lệnh Quân khu quyết định thăng quân hàm, 17 đồng chí nhận quyết định nâng lương. Phát biểu tại lễ trao các quyết định, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh, các đồng chí nhận quyết định lần này là những cán bộ sĩ quan tiêu biểu, luôn nỗ lực phấn đấu trong công tác. Thời gian tới cần tiếp tục ra sức tu dưỡng rèn luyện, tích cực gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của đơn vị và địa phương, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, đáp ứng tốt nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ký quyết định số 1590 về việc tặng bằng khen cho các huấn luyện viên và vận động viên có thành tích cao tại SEA Games 31. Theo đó, tặng bằng khen cho 3 huấn luyện viên và 9 vận động viên đã đạt thành tích cao trong huấn luyện và thi đấu tại SEA Games 31, gồm huấn luyện viên trưởng Võ Minh Hoàng, đội tuyển cờ vua, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Anh Tuấn, đội tuyển karate, huấn luyện viên Đặng Trung Hiếu, đội tuyển xe đạp, vận động viên Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên, đội tuyển cờ vua, vận động viên Nguyễn Thị Kim Cương, đội tuyển xe đạp, vận động viên Đỗ Thanh Nhân, Võ Văn Hiền, đội tuyển karate, vận động viên Lâm Thị Thùy Mỹ, Lê Toàn Trung, Lâm Trí Linh và Trần Tấn Lập, đội tuyển Vô Vi Nam.
Hôm nay, tại Thánh Tịnh Thiên Trước, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Ban Quy ước các phái đạo Cao Đài, thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2025. Đến dự đại hội có lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai. Nhiệm kỳ qua, các hệ phái Cao Đài trong thành phố Cần Thơ hoạt động ổn định theo luật tín ngưỡng tôn giáo và hiến chương của các hội thánh. Các hoạt động từ thiện xã hội, cứu trợ nhân đạo được các họ đạo tích cực thực hiện. Các phong trào thi đua yêu nước được các họ đạo tham gia ký kết, triển khai đến tín đồ và tích cực hưởng ứng. Đại hội đề ra phương hướng hành đạo nhiệm kỳ 2021-2025 là xây dựng, củng cố nội bộ, nâng cao trình độ nhận thức cho chức sắc chức việc và tín đồ về truyền thống phụng đạo yêu nước, tăng cường các hoạt động từ thiện nhân đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Quy ước ngang tầm, phát huy tốt vai trò tập thể, nêu cao trách nhiệm của các họ đạo. Đại hội đã hiệp thương suy cử 10 vị vào Ban Quy ước nhiệm kỳ 2021-2025. Ông Lương Hữu Phước, cố vấn Ban Cai quản Thánh Tịnh Thiên Trước, tái đắc cử trưởng Ban Quy ước các phái đạo Cao Đài thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 7. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen cho một tập thể, hai cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng bằng khen cho 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2015-2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, kể từ năm 2008, cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đã nghiêm túc đưa nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 vào cuộc sống. Qua khoảng 14 năm thực hiện nghị quyết đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ chiều rộng lẫn chiều sâu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở thành phố Cần Thơ. Nghiêm túc thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã giúp kinh tế xã hội khu vực nông thôn ở thành phố Cần Thơ có sự chuyển biến rõ rệt. Chất lượng sản xuất nâng lên nhờ hàm lượng khoa học kỹ thuật, công nghệ, phương tiện máy móc hiện đại được ứng dụng ở tất cả các khu vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Thành phố hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung và từng bước kết nối tiêu thụ. Lĩnh vực nông nghiệp còn có đóng góp quan trọng vào đẩy mạnh phát triển du lịch ở Cần Thơ. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố rồi các cái cơ quan đơn vị địa phương đã phát huy cái tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đồng thời ban hành nhiều cái văn bản để mà cụ thể hóa ra trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện một cách hết sức là đầy đủ, sâu sắc, nghiêm túc, sát hợp với cái tình hình thực tế về cái sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của thành phố Cần Thơ. Và quá trình tổ chức thực hiện đó thì thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở rồi tổ chức sơ kết, tổng kết, từ đó rút ra được những cái kinh nghiệm, những cái bài học hay, rồi là khắc phục những cái tồn tại hạn chế. Chính vì thế mà nghị quyết đã thực sự đi vào cái cuộc sống đối với người nông dân, rồi đối với vùng nông thôn, cũng như đối với cái ngành nông nghiệp của thành phố Cần Thơ. Cái tâm đắc thứ hai đó là từ khi mà nghị quyết được ban hành đó, thì nó cũng làm tạo ra một cái cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý vững chắc trong cái việc là tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, rồi quy hoạch các ngành, các lĩnh vực. Từ đó mà tạo ra được cái sự định hướng cho cái mục tiêu phát triển, rồi tạo ra cái hành lang pháp lý vững chắc trong cái thu hút đầu tư, trong cái xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân. Là vùng gạo trắng nước trong, cây lúa luôn có vị trí quan trọng đối với thành phố Cần Thơ. Nhờ tăng diện tích 3 vụ mà tổng diện tích gieo trồng lúa năm 2020 là 223.000 hecta, tăng 2% so năm 2008. Theo đó, sản lượng lúa cũng tăng 16%. Từ cánh đồng mẫu lớn đầu tiên năm 2011, thành phố mở rộng thành phong trào cánh đồng mẫu lớn và cánh đồng lúa sạch với diện tích trên 30.000 hecta mỗi vụ. Đây là một trong những minh chứng hiệu quả, định hướng sản xuất tập trung quy mô lớn, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Sản xuất nông nghiệp từng bước được tái cơ cấu phù hợp, kinh tế tập thể cũng có nhiều đóng góp đáng kể trong quá trình này.
năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu gạo và thủy sản đông lạnh đạt trên 1 tỷ đô la. Riêng khu vực cây ăn trái, toàn thành phố có hơn 21.600 hecta vào năm 2020, tăng 38% diện tích, tăng 37% sản lượng. Gần 40 vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái, góp phần tăng lợi nhuận cao gấp 1,5 đến 2 lần. Chuyển đổi và phát triển mạnh khu vực cây ăn trái còn góp phần thúc đẩy khai thác du lịch ở thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những nét đặc trưng hấp dẫn du khách khi đến với thành phố trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ nó có khoa học hiện đại thì mong rằng bà con sẽ tiếp cận thêm cái khoa học hiện đại bây giờ. Như nãy thấy đó thì cái sắp tới cái kế hoạch của địa phương, của phòng nông nghiệp của huyện là dưới ngân hàng chính sách sẽ hỗ trợ cho bà con nông dân để mua những cái loại máy này và tiếp cận để khi mình làm giảm cái phụ thuộc vào cái việc là thuốc trừ sâu để thấm vào người ta. Bây giờ nó thay đổi cơ giới quá nó nhiều, cho nên là vườn thì đặt máy phun tự động. Rồi nếu mà làm vườn mà nếu muốn cải tạo vườn thì mình kêu cơ giới lên nó săn bằng nó sửa theo cái ý muốn của mình, nhưng mình hạn chế vấn đề lao động thủ công. 2016 tôi kết hợp với du lịch làm vườn cho cây sinh thái, rồi từ đó cũng tạo công ăn việc làm cho gia đình, rồi tạo công ăn việc làm cho ở bà con xóm gần mình cũng được mười mấy hai chục người. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, khu vực đô thị cũng có bước chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình sản xuất tiết kiệm diện tích mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó là chương trình OCOP đang phát triển mạnh trên địa bàn toàn thành phố. Đến nay, thành phố có hơn 40 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Đáng chú ý, phần nhiều đạt 4 sao. Chương trình OCOP còn khẳng định vai trò trí tuệ, sự năng động sáng tạo của phụ nữ được phát huy ngày càng cao trong xã hội nói chung, trong đó có sản xuất nông nghiệp. Tôi lên mạng tôi học hỏi qua bạn bè, thì tự bản thân tôi làm những cái máy sấy, những cái dàn sấy, những hệ thống sấy. Khi mình làm cái hạt gạo tím mình đi tặng cho bạn bè thì người ta có người thì người ta cũng nói cái này độc lạ nha, có người người ta cũng nói thì gạo nó là bình thường thôi. Nhưng khi mà được nhà nước quan tâm với lại mình đạt được cái tiêu chuẩn OCOP vậy đó thì người ta nhìn bằng cặp mắt là người ta đánh giá cao hơn. Trước những tác động mang tính toàn diện tích cực và đáng phấn khởi của nghị quyết 26, thành ủy Cần Thơ đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mang tính chiến lược để nông nghiệp, nông thôn, nông dân của thành phố luôn phát triển trong thời gian tới. Trong chương trình thời sự tiếp theo, mời quý khán giả đón theo dõi những quan điểm, định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, trên 300 nghi phạm ở khắp cả nước vừa bị Công an thành phố Hà Nội triệu tập, trong đó có nhiều người nước ngoài do liên quan đến đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia. Và để vay tiền, người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân, sau đó dùng danh bạ điện thoại làm tài sản thế chấp, gửi qua app. Ngay sau khi giải ngân thì nhóm cho vay sẽ thu ngay tiền lãi, còn tiền gốc thì người vay sẽ phải trả trong vòng 3-5 ngày. Và trường hợp không thanh toán được tiền gốc như cam kết, số tiền sẽ được nhân lên để tính với mức lãi suất là cắt cổ hơn 2.000% một năm. Và khi nhận thấy người nào mất khả năng thanh toán, nhóm cho vay sẽ nhắn tin hoặc là gọi điện thoại đe dọa để khủng bố tinh thần họ và những người thân cùng các mối quan hệ trong danh bạ điện thoại. Đọc thông tin trên các báo, nhiều bạn đọc chia sẻ, đây là tin vui nhất trong ngày, bọn tội phạm thất đức này phải bị pháp luật nghiêm trị. May mà chúng bị bắt sớm, chứ để lâu thì biết bao nhiêu người là nạn nhân của bọn chúng. Bạn đọc đề xuất cơ quan chức năng cần thành lập tổ chuyên án để nhận thông tin từ những người bị dọa lây vì những cuộc điện thoại khủng bố của các app cho vay. Từ đó điều tra truy tìm những chủ nhân số điện thoại gọi đến để tiếp tục xử lý. Các ý kiến cũng đề nghị, bên cạnh đẩy mạnh dẹp nạn cho vay nặng lãi trên mạng Internet, tăng nặng hình phạt và xử lưu động bọn tội phạm này để răn đe, cảnh tỉnh cho nhiều người dân. Cơ quan công an đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng, đơn vị bán thông tin cá nhân của người khác để làm mồi cho các đối tượng cho vay nặng lãi. Nhiều người cho rằng cần tăng cường đọc báo xem đài để nâng cao mức độ cảnh giác, vì không ai cho không ai cái gì, và cũng không có ngân hàng nào cho vay dễ dàng kiểu tín dụng đen trên. Vì vậy điều quan trọng ở đây là không có người vay sẽ không có kẻ cho vay.
tóm lại mọi người cần hết sức cảnh giác thì mới có thể đẩy lùi được tội phạm tín dụng đen hoành hành. Năm học 2022-2023, thành phố Cần Thơ dự kiến tuyển hơn 13.000 học sinh vào lớp 10 ở 39 trường trung học phổ thông. Các trường trung học phổ thông có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất là Bình Thủy 650 em, Bùi Hữu Nghĩa 570 em, Châu Văn Liêm 550 em, FPT 540 em, Phan Văn Trị 540 em. Thí sinh được đăng ký tối đa 5 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 là trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ dự kiến tuyển 2.288 học viên sau đại học, trong đó có 1.585 chỉ tiêu chuyên khoa 1, 277 chỉ tiêu chuyên khoa 2, 161 chỉ tiêu bác sĩ nội trú, 325 chỉ tiêu thạc sĩ và 30 chỉ tiêu tiến sĩ. Một số mã ngành mới dự kiến tuyển sinh trong năm nay gồm chuyên khoa 1 ngành truyền nhiễm, chuyên khoa 2 giải phẫu bệnh, kiểm nghiệm thuốc, độc chất và bác sĩ nội trú nhãn khoa, lao và bệnh phổi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.